Vâng, và mở đầu bản tin như thường lệ, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện nay, theo thông tin từ Hệ thống Giám sát Dịch bệnh của Việt Nam, vào lúc 22 giờ 32 phút ngày hôm qua, ngày 29 tháng 2 năm 2020, trên thế giới đã ghi nhận 85.703 trường hợp mắc COVID-19 tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.933 trường hợp tử vong. Số ca phục hồi là 39.481. Hàn Quốc hiện giờ đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới. Tại Việt Nam thì tính đến hết ngày hôm qua đã ghi nhận 16 trường hợp mắc, 17 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, và trong số các trường hợp điều trị khỏi là 16. Số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là 81, và trong khi đó số ca âm tính là 1.597. Và sau đây sẽ là phần tổng hợp chi tiết của chúng tôi. Ngày 29 tháng 2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca tử vong do COVID-19 và 427 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục cho tới nay đã lên tới 79.251. Hồ Bắc, tâm điểm dịch bệnh tại Trung Quốc, ghi nhận 423 ca nhiễm mới. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm mới đã tăng 105 ca so với 318 ca của ngày 27 tháng 2. Bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, các khu vực khác của Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ khi nhà chức trách nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu toàn quốc về sự bùng phát của virus từ tháng 1. Hiện tại, tổng số người thiệt mạng trong dịch COVID-19 trên toàn thế giới lên tới 2.923. Chiều ngày 29 tháng 2, 219 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Hàn Quốc, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.150 với 17 ca tử vong. Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cũng đã công bố thêm 594 ca nhiễm mới, con số tăng cao kỷ lục ở nước này. Chúng tôi yêu cầu mọi người hạn chế tham gia các sự kiện công cộng, bao gồm các buổi lễ tôn giáo hoặc biểu tình trong cuối tuần này. Hàn Quốc đã hứng chịu sự bùng phát lớn nhất của COVID-19 ngoài Trung Quốc, nơi đã ghi nhận hơn 2.800 ca tử vong và 79.000 ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối năm ngoái tại thành phố trung tâm Vũ Hán. Tối ngày 28 tháng 2, người đứng đầu Cục Bảo vệ Dân sự Italy cho biết số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã lên tới 821, tăng gần 200 ca so với con số 650 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó. Con số 821 ca bao gồm cả 45 người nhiễm bệnh, nhưng tới nay đã bình phục hoàn toàn. Các nhà chức trách xác nhận tổng cộng 21 trường hợp tử vong trên cả nước kể từ khi dịch bệnh bắt đầu chưa đầy một tuần trước. Phần lớn các trường hợp tử vong là ở khu vực phía bắc của Lombardy, trung tâm của đợt bùng phát gần đây. Khu vực này có hơn 400 trường hợp, với khoảng 10% số đó được báo cáo đã phục hồi. Ngày 28 tháng 2, Iran xác nhận 388 người nhiễm COVID-19 và 34 ca tử vong. Số ca tử vong tại Iran hiện cao nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong cao bất thường làm dấy lên nghi vấn số ca nhiễm COVID-19 ở Iran cao hơn nhiều so với những gì Tehran công bố. Mới đây, Đài Loan có thêm 5 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca lên 39. Trong số này có 4 bệnh nhân là nhân viên y tế tiếp xúc với một người nhiễm bệnh trong bệnh viện và người còn lại trở về từ Trung Đông. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng ghi nhận thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 42 ca.